đến với thế giới của chúng ta. Thiên thần Hương đang cần bạn bè. Cào để có cơ hội sưu tập trọn bộ búp bê Thiên thần Hương Comfort. Nhanh lên, vì Thiên thần Hương sẽ không dạo chơi lâu. Lục Vân Tiên, một tác phẩm văn học xuất sắc của Việt Nam, được tái hiện qua bộ phim cùng tên của hãng phim truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh TFS, với những diễn viên tên tuổi như nghệ sĩ ưu tú Minh Ngọc, nghệ sĩ ưu tú Minh Châu, Hồng Ánh, Chi Bảo, Trương Ngọc Ánh, Nguyên Vũ, Quyền Linh, Mỹ Uyên. Bộ phim Lục Vân Tiên hiện đang phát hành DVD tại cửa hàng Trung tâm Dịch vụ Truyền hình số 14 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, điện thoại 8299045, các đại lý và nhà sách trong thành phố. Ba diễn viên chính bộ phim Vươn tới các vì sao, Selena, Phoebe, Ella cũng là thành viên của nhóm nhạc SHE 1 đúng 2 sai. Xin gọi 8011011 hoặc soạn tin nhắn FXE gửi đến số 19001561. Bạn sẽ là người chiến thắng tiếp theo. Xem và trúng thưởng 3 triệu đồng dành cho khán giả mỗi. Mọi người cùng thắng. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Khán giả chiến thắng, người chơi chiến thắng, mọi người cùng thắng. Phát sóng lúc 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Kim Tự Tháp. Nổi tiếng, danh trí, thông minh, ngộ nghĩnh, hồi hộp. Kim Tự Tháp, hãy đến với chương trình Kim Tự Tháp và hãy trở thành người chơi có điểm số cao nhất để đoạt cơ hội tham gia vòng thi đặc biệt 3 tháng một lần. Với tổng giá trị hấp dẫn 50 triệu đồng. Chương trình phát sóng vào lúc 16 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Khi ta ca vang khung hát, âm nhạc lên tiếng là cuộc sống diễn ra. Một mình đột nhập vào hang ổ mafia để trả thù cho người yêu. Blade mang dũng khí của môn phái báo đen, khôn khéo và dũng mãnh. Với những món ra đòn điêu luyện, nhịp phim nhanh đến ngộp thở. Ngày của những chú báo, bộ phim cung phu thời hiện đại sẽ cuốn hút khán giả từ đầu tới cuối. Phim được phát sóng vào 9:30 sáng thứ bảy 26 tháng 11 năm 2005 trên HTV7. Cuộc sống với bộn bề lo toan, khó khăn không với ý chí, mời quý khán giả đón xem chương trình Vượt lên chính mình, phát sóng vào lúc 20:20 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Họ tranh chấp. Giờ ông trả hay không? Họ xung đột. Nói chung lại năm chữ thôi. Cái gì? Mất khả năng chi trả. Trời, bà cứ chờ và con họ mâu thuẫn. Chờ hoài giải quyết. Ai đúng, ai sai, chuyện công của riêng ai. Phát sóng vào lúc 20:20 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7.